Hi, xin chào mọi người và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta xử lý một trong những cái chức năng rất là hay ở trên panel TMX đó chính là cái tab chức năng ảnh thẻ đó và ở trong cái tab chức năng ảnh thẻ này thì chúng ta sẽ xử lý cái tấm ảnh thẻ nó sẽ rất là đơn giản và rất là nhanh đó và ok bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy một cái tấm hình vào để mình hướng dẫn các bạn nhé đây là một cái tấm hình raw luôn nhé thì ở đây là mình sẽ không cần phải chạy màu các bạn nhé mình sẽ để mặc định luôn này sau đó mình sẽ đưa vào trong Photoshop mình sẽ áp màu ở trong có sẵn ở trên Photoshop này cái màu trong chảo thì để chạy màu làm ảnh thẻ thì nó sẽ rất là đẹp nó và nhìn nó sẽ rất là tươi thì đầu tiên ở trên cái tab này thì mình sẽ nói sơ qua một chút về những cái chức năng đây thì các bạn có thể để ý đây là có cái thanh crop này ở đây mình sẽ để ba cái kích thước cơ bản phổ biến nhất thôi đó ví dụ như là hai ba ba bốn bốn sáu ngoài ra thì ở crop hàng loạt này nó cũng có thêm những cái kích thước chúng ta có thể crop hàng loạt này ví dụ như các bạn làm với tầm cỡ khoảng 4 hoặc là Uh, nhiều ảnh ấy, thì các bạn chỉ cần ấn chọn một cái uh, chọn một cái ảnh ở đây đó và các bạn sẽ chọn cái thư mục ấy có nhiều ảnh ấy, thì các bạn ấn ấy, thì các bạn sẽ crop từng cái ảnh hàng loạt cái này thì uh, các bạn nào mà làm nhiều thì các bạn có thể uh, các bạn có thể lấy về các bạn uh, xử lý nhé còn bình thường khi mà chúng ta làm thì ít khi chúng ta làm hàng loạt nó hầu như là chúng ta làm từng cái một thôi tiếp theo là về cái tách nền này nó cũng uh, khá là hay này tách nền đây thì mình cũng sẽ có những cái kích thước sẵn để cho các bạn mình sẽ crop và mình sẽ kết hợp tách nền luôn. Tí mình sẽ hướng dẫn review cho các bạn cái chức năng này luôn. Và cái cách cái thay nền hàng loạt này cũng như thế. Thì uh, bình thường nếu như mà các bạn mà có sẵn cái các bạn mà làm với cái số lượng nhiều ấy thì các bạn uh, sử dụng cái tính năng này cũng rất là hay. Đó những cái tính năng này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm uh, ở trong những cái buổi live thì các bạn có câu hỏi hoặc là các bạn uh, có nhiều cái stock ấy thì mình sẽ hỗ trợ các bạn cái này xong và mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm tối giản đơn giản nhất uh, và truyền thống nhất khi mà các bạn hay xử lý ấy. Đây thì cái cách chúng ta xếp thành thể 23 này ở trên những cái khổ giấy 10 uh, 10 15 này, 13 18 15 20 20 30 này. Thì bình thường khi mà chúng ta làm ấy thì chủ yếu là chúng ta dùng trên cái khổ giấy là 10 15 để chúng ta hay dùng cái máy mini. Thì đây là mình sẽ hướng dẫn review cho các bạn cái cách chúng ta xếp ở trên 10 15 là chính thôi nhé Thì đối với cái tấm hình này bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái cách chúng ta làm, một là chúng ta không tách nền, hai là chúng ta tách nền. Đó và cái quy trình chúng ta hoàn thiện từ cái khâu từ ừ, ừ, chạy màu đến khâu làm da luôn nhé đến khâu xếp ảnh luôn. <laughs> Ví dụ như cái tấm hình này bây giờ mình sẽ không mình sẽ làm cái chức năng đầu tiên đó là mình sẽ không có tách nền nhé Đó mình sẽ để y nguyên cái nền nền xanh như này. Thì đầu tiên là các bạn sẽ vào cái crop 46 nhé Mình sẽ xếp cái khuôn là 46 này. Đó chúng ta sẽ ấn vào crop 46 nó sẽ hiện ra cái nó sẽ hiện ra cái khung như này và các bạn ấn ok và sau khi mà các bạn crop xong thì các bạn sẽ bắt đầu xử lý nắn bóp này đó nắn bóp xong rồi các bạn làm da này các bạn làm hậu kỳ ví dụ như là các bạn làm sạch cái nền đằng sau này thì cái này thì mình sẽ làm review nhanh qua thôi để cho các bạn xem nhé đó mình sẽ nắn cân chỉnh lại một xíu này nó đương nhiên khi mà chúng ta làm thì chúng ta cái khâu nắn bóp rất là quan trọng nên chúng ta phải đó, cân căn chỉnh rất là kỹ hơn chi tiết hơn mọi người nhé đó và đây cái phần này nó hơi bị lối ra này sau khi mà các bạn crop xong ấy, thì các bạn sẽ uh, chạy màu nhé Đây mình sẽ vào chạy màu này Vào cái preset trong chẹo này Đó nó sẽ ra một cái lớp màu rất là trong rất là sạch này Khi mà mình chạy màu xong thì mình mới làm nền nhé Bởi vì cái nền bây giờ nó mới sạch, nó sáng lên này Thì nó có những cái tóc tơ này Đó thì mình sẽ ấn vào cái phần lưu nền này Lưu nền tự động này Nó sẽ tự động nó chạy và nó lưu cái nền sạch cho chúng ta <laughs> Đấy Mình sẽ chỉnh lại cái thông số thôi Thì thông số mặc định như này mình thấy khá là ok thôi đó và mình sẽ dán lớp vào thôi Đấy là chúng ta đã xử lý xong được về chạy màu này, về nắn bóp này, về lưu nền rồi bây giờ mình chạy mịn này, nó mịn da y này. Đấy, sẽ rất da sẽ rất là đẹp và xử lý rất là nhanh. Đó, da rất là đẹp này. Đó, và cái da này thì thấy rất là ok rồi mình có thể tăng nét lên này. Đó. Và bây giờ mình sẽ xếp phim thôi. Đó, mọi người thấy đơn giản không? Bây giờ mình sẽ ví dụ như là ảnh thẻ bây giờ mình xếp 46 mình xếp ở trên cái phim là 10 15 này, mình xếp 4 ảnh này. Đó, nó tự động nó xếp xong rồi này các bạn sẽ chọn hết những cái layer này dưới ship này sau đó các bạn dùng V các bạn căn chỉnh đây các bạn ctrl e vào này đó để các bạn căn chỉnh này nha các bạn đã xếp được cái frame các bạn đã xếp được cái phim 46 rất là đơn giản rồi ví dụ như bây giờ các bạn muốn làm thêm một cái phim 34 nữa chẳng hạn thì các bạn ở trong cái tấm hình này các bạn sẽ ấn cho mình cái phím là an id nhé y ngắn ấy. đó các bạn ấn an id này đó thì nó sẽ copy ra một cái ảnh khác nó sẽ copy ra một cái ảnh Thứ hai nhân bản lên đây này. đây này An này Y này D này Nó là cái nút uh, duplicate Đây Email này Đó Duplicate đây Các bạn ấn vào đây Thì mình sẽ Ví dụ như là mình ghi là 34 chẳng hạn này Thì vào đây thì các bạn sẽ tiếp tục Crop 34 này Đó các bạn ấn crop 34 này Kéo cái khung này xuống Sau các bạn kéo lên như này Đấy Xoay lên Ok này Và bây giờ các bạn muốn xếp cái frame 34 này thì các bạn ấn vào đây. Đó ví dụ 34 này, 10 15 này, mình muốn xếp chín lạnh này. Đó thì nó sẽ tự động xếp như này. Rất là nhanh, rất là đơn giản. Ngoài ra thì ở đây mình còn có xếp thêm những cái ảnh kết hợp 10 15 ở trên này thì mình có kết hợp mình sẽ có kết hợp 34 23 này, đó kết hợp 46 23 này. Đấy thì có rất là nhiều cái kết hợp. Thì rất là sẽ rất là tối ưu cho cái việc khi mà các bạn làm. Đấy chính là cái cách khi mà chúng ta làm với một cái nền xanh nhá. Còn bây giờ giả sử với cái tấm hình này bây giờ mình làm với một cái nền trắng nhá, mình sẽ lại quay lại từ đầu nhá. An ID ra. Mình sẽ về lại cái tấm hình này ảnh gốc đi, mình làm nhanh này. Đó mình sẽ vào <laughs> mình sẽ vào cái tách nền luôn nhá các bạn nhá. Lưu ý khi mà các bạn muốn tách nền thì các bạn có thể vào tách nền này luôn. Bởi vì ở trong tách nền này mình sẽ xử lý thêm cái phần crop luôn rồi này. Ví dụ mình sẽ crop là 46 này. Đó mình sẽ để 46 này và mình sẽ tự động nó sẽ tự động chạy tách nền luôn này các bạn sẽ sử dụng ở trong này mình sẽ vào cái lệnh là select Mark này nó select Mark để mình xử lý tách nền bôi nền các bạn dùng mình đã để mặc định là cái bút của chúng ta sẽ ở cái bước thứ hai này và việc của chúng ta là chỉ cần bôi vào cái nền xanh thôi đó này các bạn bôi vào đây đó các bạn bôi mạnh vào gì cũng được nhá đó, cho nó ăn vào cho nó xóa hết cái nền xanh đi tóc này chúng ta bôi vào để cái gọi là cái khâu mình tách tóc ấy trong nhiều trường hợp chúng ta chụp hình mà người ta muốn làm thêm nền là chúng ta sẽ phải mất thời gian làm thêm cái bước này còn nếu mà từ ban đầu mà chúng ta chụp mà chúng ta tự mình hỏi khách hàng rõ ràng người ta chụp nền gì thì cũng dễ đó. nhưng mà có cái lời khuyên đó là khi mà chúng ta chụp mà khách hàng mà muốn lấy hai nền ấy, thì chúng ta chỉ có một nền thì chúng ta nên chụp nền trắng rồi chúng ta ghép nền xanh nó sẽ dễ hơn còn nếu mà chúng ta chụp từ nền xanh ghép sang nền trắng nhưng mà chúng ta chụp không tốt ấy, thì nó ánh sáng xanh nó bị ám vào mặt ấy, thì tách nó sẽ rất là khó đây ví dụ như này ok này thì các bạn nhấn này đó ok và nó sẽ cho chúng uh, cho chúng ta lựa chọn nền mình sẽ kéo lên đây để lấy nền trắng này các bạn sẽ thấy có, có cái nền xanh ở đây này nhưng mà không lo nhá đó bây giờ là mình đã chạy xong ra như này rồi mình sẽ nắn bóp trước đó bởi vì tí mình chạy màu lên ấy, thì nó sẽ khử được hết cái màu xanh này đi đấy bây giờ mình mình nắn sơ qua thôi và bây giờ mình sẽ chạy màu này thì tốt này mình vào màu trong trẻo này đó thì cái màu nó sẽ rất là sáng rất là sạch này và sau khi mình xử lý xong nhà thì chúng ta sẽ vào mịn da ai này đó <laughs> thì cái mịn này nó sẽ rất nó rất là đẹp và rất là chuẩn mọi người nhé trong tất cả những cái mịn sử dụng thêm ở trong cái plugin thì mình thấy cái mịn này là cái mịn nó chuẩn và nó đẹp nhất đó nhìn rất là ok da rất là ok mình cộng nét lên này đó và bây giờ mình sẽ xếp phim thôi xếp phim thì rất là đơn giản rồi ảnh thẻ này ví dụ như là ảnh ba bốn của mình đây bốn ảnh này đó thì lưu ý một chút nếu như mà chúng ta mà làm phải những cái ảnh trắng như này thì chúng ta sẽ xử lý như nào trong cái trường hợp này nhá các bạn vẫn sẽ chọn cho mình này đó, chọn một cái layer ở đây xong rồi giữ Shift này đó xong rồi các bạn căn e vào sau các bạn sẽ di chuyển dịch xuống như này và các bạn sẽ vào trong cái phần fx này cho mình các bạn vào trong cái sửa chốc này đó và các bạn sẽ vào đây để các bạn cộng một cái nền đen như này nhá cộng vào một cái nền đen như này để tí nữa chúng ta làm xong chúng ta cắt chúng ta sẽ có được cái thấy được cái đường viền để chúng ta cắt này đó và chúng ta dán lớp vào và chúng ta xuất ra chúng ta in thôi đó y hệt như cái tấm hình ví dụ tấm này bây giờ mình muốn làm ảnh ba ba bốn chẳng hạn thì các bạn vẫn tiếp tục này ấn an id này y ngắn nhá đó đây là mình ấn nhanh thì nó sẽ không hiện cái chữ còn bình thường khi mà mình ấn an này y này ấn d này đó thì nó sẽ hiện cái uh, duplicate image này đó và mình sẽ ghi là ba bốn chẳng hạn này các bạn vẫn có thể cũng có thể lưu nó ra nhé bởi vì cái này á, nó là sẽ tạo ra một cái layer mới nên chúng ta có thể lưu ra tạo thành một cái ảnh mới luôn đó và bây giờ mình sẽ ấn crop 34 này. Đó, crop 34 này. Y hệt tương tự với 23 thì chúng ta cũng xử lý y hệt như thế nhá. Đây, căn chỉnh này. Đó và bây giờ chúng ta xếp phim này, xếp phim 10 15 này. Đó, chín ảnh này. Đó thì nó sẽ tiếp tục nha thì các bạn phải giữ ship này xong rồi chọn ở đây, Ctrl E vào. Đó. Và các bạn sẽ phải vào FX này, các bạn vào trong cái phần Stroke này. Các bạn lưu ý nhá, cái viên này thì các bạn để ít thôi, để sai là một này. Đó, và các bạn chọn cái nền là màu đen này, đó màu đen hoặc là màu gì mà các bạn cảm giác nó um, nó dễ cắt đấy, đó đây thì bình thường mình sẽ để mặc định là màu đen hoặc là để xám xám nhẹ nhẹ như này thôi cũng được này, đó chứ đừng để đen quá, đen quá nhiều khi là cắt nó ăn viền mà nó xấu, thì để xám xám như này thôi, nhìn thấy mờ mờ là được này, đó để như này cũng được này, ok này, và dán lớp vào sau đó thì mang ra in thôi, đấy rất là nhanh và còn rất là nhiều cái tính năng hay uh, kèm theo những cái mẫu áo này, những cái tài nguyên có sẵn đây này. Đó thì nó sẽ rất là phù hợp cho anh em làm chuyên làm ảnh thẻ hoặc là làm studio thì hầu bình thường là chúng ta sẽ nhận làm ảnh thẻ khá là nhiều ấy, thì nó sẽ rất là tối ưu cho cái việc chúng ta làm ảnh thẻ sẽ rất là nhanh ok và sẽ mình sẽ còn hỗ trợ các bạn thêm ở trong group tmx có gì thì các bạn hãy inbox cho mình nhé hẹn gặp lại mọi người